hai hả? Thầy Pháp Quy à? Chín, dạ. Dạ, 92, tới 300 năm rồi. Thầy Pháp Quy là ai? À, anh trưởng... Hả? Trưởng huynh của trong nhà. À. Cái gì? Trong nhà. Dạ, Tâm Thủy đó. À, nhà Tâm Thủy. Trưởng huynh anh cha rồi còn ngon hơn nữa. Bác còn nhớ con. Tâm Minh. Ừ. Em nè, em quay phim cho anh hai lần thường xuyên nữa chưa? Nhớ dài quá ha, còn nhớ. Em thường quay phim cho anh Quyền thường xuyên đó, nhớ không? Trời ơi, con đẹp mà. Cười vậy đó nha, cười chụp hình nha. Dạ, rồi. Gặp gặp thầy lại vui không? Hả? Gặp thầy lại vui không? Vui. Đẹp rồi. 50 rồi đó, 49, con là 48 rồi, 49 rồi. 49 tuổi rồi đó. Hay quá. Bữa nay cha vui đó, Hồ Lan, cha cười đó. Cha cười đó. Bữa nay mà bữa bữa. Cười đẹp quá, cười đẹp quá. Cười đó, khỏe đó thầy. Thầy đứng đó. Chắc khỏe lên thầy ơi, trời ơi, cười đẹp quá. Đứng rồi. Chụp thầy đi. Thầy thôi. Thầy cái tôi cho đẹp đi. Cha ơi, cha cười mà. Lên. Nhìn bên đây nè, cười nha, cười nha. Ngó bên đây. Mày để cái tay xuống. Rồi, bác Xuân Lan vô. À, chị cái Lan vô luôn nè. Rồi. À, tốt quá, hay quá. Quá. Lấy cái dùng cái chữ đó lâu lắm rồi mới nghe là mà dùng cái từ còn hay hơn mình đấy là mình chữ hình luôn trời chữ hình ơi, luôn giỏi luôn à. Đọc ráo luôn thấy chưa bác Quyền thân cô dùng chữ rất là hay à. Bác còn nhớ bác còn minh mẫn lắm nhớ dai còn gọi là chữ hình đó mà chữ hình này cái tên từ đó rất là lâu mấy cái bài thơ viết rất là nhiều con có đọc mấy bài thơ trong bác rất là thầy Pháp Huy nắm tay Bác Quyền đưa Bác Quyền về trời tổ thăm sư cố thăm sư ông thăm đại chúng đầu ngắm cái thầy ông rồi cô cha của sư cô chân thân rồi sư cô Thoại Nghiêm rồi cha đông lắm 400 vị xuất sĩ của làng Mai về thăm dự lễ sư ông thì có một vị cư sĩ Hồ Văn Quyền phát tự Chân Minh Trí. Chân Minh Trí đi theo luôn. Đi theo đúng rồi Chân Minh Trí ngày mai theo thầy về Việt Nam luôn. Thầy Pháp Huy nắm tay Bác Quyền Chân Minh Trí đi về chư tổ thăm sư ông. Hay quá. Đi lễ đại từ sư ông luôn. Hay quá nắm tay đi vui quá. Cha nhớ bài tiếng chuông chùa cổ không? Đúng rồi, nãy không hát bài bon bon á, bây giờ mình hát bài hát nghe mình hát nghe rồi hát bài bon bon cho Quyền nha. Bon bon tôi là chuông đại hồng ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon tôi khua vang mở đầu cho mình mới bon bon nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười bon bon nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời bon bon rồi giờ bác đọc một bài thơ cho con nghe đi. Nghe nói bác là một
Phụ quyển thơ. Thơ luôn. Một tập thơ. Thơ Dục Thương. Hạc Xương. Hạc Xương Viễn Khả đó. Nhớ không? Nhớ bản nào đọc bản đó. Đọc bài ba câu thôi. Đọc một bài đi. Tập thơ nè, Mộng Lan cầm tập thơ. Thơ nè. Trời, làm một cái tập thơ, làm cả một cái công trình nữa ha. Bao nhiêu năm sống nè. Hạc Xương Viễn Khả nè. Đẹp chưa? Mấy cái mẫu phong kỳ cựu. Đúng rồi, bác là một trong kỳ cựu của Lộc Uyển mà. Dạ, ừ. Đúng vậy á. 93, đúng rồi, 93 là về. Dạ, bài thơ này là... Ừ, năm 93 đó. Mình kể ừ, rồi. Đọc bài thơ. Vườn Nai Đất Bụt. Vườn Nai Đất Bụt. Vườn Nai Đất Bụt đi, đọc cho bác. Vườn Nai Đất Bụt. Tức là hồi xưa ở giờ. Ở đây đó, vừa nay đã bộ đó không có. Trời ơi, mình đã đợi như nắng hạ mà đợi mưa. Trời đóng có mưa khô ha. Đợi mưa được cái đợi mưa đợi đất đợi mưa nguyên đất giống như nắng hạ đợi mưa hai chữ mấy về mà nhớ tới giờ này nhớ luôn. Đã không đọc đã đúng tới là 2 năm, 20 năm rồi. Hơn 20 năm, 30 năm. 30 năm rồi. 30, 93 là 23 là 30 năm. 30 năm rồi. Ủa mình đang mua... Mình đã chơi lắm ha, mình chả nhớ. Mình đã hơn 2 ngàn. 93, 97. À, 93. Không, bây giờ sinh... Chơi lắm không? Không, mình đọc cái đầu. Đọc. Quê con. Dạ. Rồi, đã về. Đã tới. Đây giờ. Đã tới. Một trăm năm rồi, ta đã đợi chờ nhau, gặp lại hôm nay, hội ngộ hôm nay. Ôi, phương bao nhiệm màu, trở về đây với núi đồi hùng vĩ, với rừng xanh, với hoa cỏ an nhiên. Đi bà, vườn nai đặc quyền gọi tên người mà vời vời thương yêu. Đã về. Bây giờ ở đây. Trời ơi, còn nhớ dai quá ha. Mình đâu nhớ được bài dài. Bà con thuộc hết. Trời ơi. Bữa nay là chỉ thuộc. Để khi con được thôi. Bài dài mà. Bây giờ mình hết bài đã tới rồi. Con tốt quá. Lát người nha. Tốt quá. Bài đã về đã tới nha. Hát rồi tặng cái này. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thành nơi, quay về nước đường. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ. Bác Huy nha, Phát Huy con xin đi về ha.
Ngày mai tối mai con về chùa tổ rồi, con sẽ đưa bác Quyền về thăm chùa tổ của tụi con ha. Rồi con sẽ gửi lời bác thăm sư cô chân không ha. Rồi rồi bác giữ gìn sức khỏe nha bác nha. Hay quá, con nhớ dai quá, con bài đọc mấy cái bài rất là hùng á, mấy cái bài thơ bài văn rất là hùng hùng vĩ, con nhớ rất là dai, con khỏe. Anh rồi thăm sư ông không? Phải là thăm xong nha, con về thăm sư ông. Anh nói gì anh thăm sư ông sao? Nói gì? Thăm sư ông ha. Những lễ đại tường sư ông á, cha muốn nói gì với sư ông? Cái bài mà nói cho sư ông có thể nói là hay nhất. Có viết bài cho Sơn, có viết bài á, có viết bài cho họ. Cái bài mình học xong. Hay quá. Cha nói con á. Bài nào? Tới bài nhiều bài. Mà hai bài. Muốn nói về sư ông mà. Mừng ngày tiếp nối. Cha ra mà hay nhất. Dạ. Bài dạ, cái năm hình này gửi thầy về có người đọc cho xong nghe. Bài bài lên truyền cho xong đó. Đúng rồi. Ô, bài đó của con. Bài hay các bài mà theo giá. Dạ. Kiếm ra chụp ra chớp ra. Bài thơ của con. Bài đó bài thơ của con. Bài bài con thích. Rồi bài đó được con ra mới giống nhau. Dạ. Con ra giống nhau. Bài của con. Thầy Pháp Huy. À không, bài của con không có trong đây. Không, con đọc bài của con. Bài con chỉ chụp tấm hình hay là chuyển qua. À dạ dạ. Chụp tấm hình thầy mà con đi về đọc. Thầy sẽ về bên đó thì đọc cho. À dạ. Đúng rồi. Bàn thờ của sư ông á. Ba con là thôi giờ đi. Mừng. Thôi giờ đọc này nha. Con đọc giùm cha nha. À, đọc rõ là đúng rồi. Thầy đọc. Tiếp nối của thầy ha. À, đúng rồi. Đại thọ nè. Là đại thọ nè. Dạ. Năm 90 tuổi đó. Dạ. Từ mừng ngày tiếp nối của thầy. Từ cung trời vô thủy, người hiện ra sáng rực vườn mai. Cỏ hoa bừng sống, sỏi đá reo mừng. Mẹ đất mở vòng tay tươi mát, ôm choàng hạt nắng ấm phùng xuân. Bay vút trời không, trống không, mênh mông. Một hình hài bé nhỏ, một hạnh lực tung trời. Tiếng sấm rền tịch lặng, rung động cả thành tinh. Người về từ vô trụ, vượt lão bệnh tử sinh. Tâm kim cương bất hoại, nhìn bốn núi mỉm cười. Ánh trừng quang tỏa rạng, tự tại, thảnh thơi. Đã về, đã tới. Đệ tử chân minh trí, tu viện Mộc Lan. Wow, 2015. 2015 về thăm đó. Tháng 11, 10 tháng 11. Lúc đó thầy bác Quyền qua Mộc Lan chơi á. Rồi cái xong có lễ. Có bài này luôn. Có cái cảm hứng làm bài này luôn. Cho nên hôm nay đọc ra. Đúng rồi, lần đầu tiên về tôi bị Mộc Lan rồi các cảm hứng. Thầy muốn chụp không? Chụp chứ. Chụp của Nam. Rồi, chụp cái bài đó về cái Từ Hiếu. Rồi, hay quá, nhân duyên hội đủ, mô bụt. Rồi, thank you. Rồi chồng Mộng Lan chuyển cho bà, có chuyển cái bài của con, thầy đọc luôn. Dạ, cha con mừng quá. Trời ơi, cha con mừng quá. Cái này con cũng được đâu. Rồi, cha con được đọc luôn. Rồi, dịch bể nha, hai hai chân trí của em. Biết gì dịch bể nha. Hay, hay quá. Vui lên nha, bên này vui ha. Vui. Trời, chạy nước mắt luôn à. Rồi, còn nghiệp chưa? Còn hiểu ơi, chạy nước mắt luôn. Thương chưa, coi kìa. Có để người được về thăm sư ông nghe em hoan hỷ, em hoan hỷ, em vui quá. Có người về thăm sư ông nghe được đọc thơ cho sư ông nghe nữa, vui quá. Đặc biệt quá, được đọc thơ của anh Quyền với sư ông nghe nữa. Đóng khung lại. Đặc biệt quá, mình chụp một cái hình ở chỗ bàn thờ sư ông. Chào chung với thầy luôn hả? Dạ dạ. Ok ok. Qua chụp với xong hả? Rồi, chụp với sư anh. Vì đó cũng đẩy cha vô đây. Không thì để nhanh.